Ok, hello, xin chào anh em và chào mừng thể anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay là ngày thứ hai của server ở trong tựa game Mega Đại Chiến. Thì hôm nay mình được 76k, 76k lực chiến. Mẹ sao lại yếu thế nhỉ? Thật ra tôi cũng phải giải thích với anh em này về cái cách lựa chọn team của tôi, nó cũng hơi bị cực cực một tí. Đây là team của tôi. Đấy. Con Max Shadow. Con này thì thích. Phải nó dùng phê đã man luôn. Đúng này rất là nó kiểu gây nổ X2 ấy. Thích không? Nó nổ ram vào team địch thì nhiều quả là combo, nhiều nhiều pha combo của nó là một phát mà giết được hai đứa luôn. À, mình rất thích dùng con này. À, đội hình của mình với lại con này thuộc kiểu bóng tối ấy. Nên mình đánh team bóng tối luôn. Đắc đắc một tí cho nó nhìn nó màu mè. Mỗi tội là chưa lên được cái bản chưa 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 bắt con không dính phải cái con không 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 kiểu không đúng con bản năng ấy, nên là cũng hơi buồn. Nhưng mà cái này tôi sẽ đợi sự kiện banner của nó đi để nó tích. Thì muốn đớp được sự kiện banner thì các bạn sẽ phải tích cái xu giới hạn ấy, cái vé quay giới hạn chứ, cái vé quay giới hạn này này. Đấy. Cái này nó là một sự kiện banner thì nó sẽ có những cái vòng quay, nó sẽ lặp đi lặp lại ấy. Nó sẽ một cái vòng quay xoay vòng các con tướng SSR trong này, tỷ lệ trong này nó sẽ nâng cao hơn. Đấy, ở đây thì không biết nó có nói nhỉ. Đây đã đang là banner của hai con này. Đấy, lần sau sẽ là banner của hai con này và cứ mỗi lần quay thì nó sẽ thông báo banner của những con tiếp theo. Đấy thì con của mình cũng sẽ có một lần nó sẽ vào banner trong này. Mình sẽ tích cái vé giới hạn này rồi mình sẽ quay thì sẽ dễ ra nó hơn và sẽ dễ kiếm được con bản năng hơn, anh em hiểu không? Dễ kiếm được con bản năng hơn và khi đấy thì mình sẽ nâng cấp được nó lên. Chứ còn việc nâng 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 cấp của con này thì chúng ta có thể dùng con Ditto được, mà có thể dùng Ditto để nâng nâng cấp nó được, nhưng mà mình mong muốn nó có những cái bản năng nó xịn xò hơn một tí thì chúng ta bắt buộc phải tìm ở trong kia. Mình nâng con này lên cũng cố gắng lắm rồi đấy. À, nâng cố gắng rồi, mắc mắc khá nhiều thứ tài nguyên của mình vào để nâng đấy. À, với lại là còn một cái nữa trong trong tựa game này mà hiện tại bây giờ mình chưa có biết nó là cái gì, đó chính là cái liên kết linh hồn này. À, thật ra cái liên kết linh hồn này nó nằm ở cái việc nó nằm ở ở một cái sự kiện mùa hè, tiệc mùa hè gì đó. Ở đây nó cũng có ghi là Pokemon liên kết có thể tiến hành liên kết linh hồn với Pokemon khác để nhận được cái độ bồi dưỡng từ Pokemon liên kết. Đấy, cái này thì tôi đọc tôi cũng chưa hình dung ra được lắm là khái niệm nó là cái gì. Cái này thì hơi khó một tí. Như ở đây có con Mega, Mega Maxadao thì tôi đang nghĩ là nếu như tôi sở hữu con Mega thì con Mega nó sẽ nhận được toàn bộ cái tài nguyên hay là toàn bộ những cái lever hay nâng cấp của con Maxadao của tôi, đúng không? Thì nó chuyển sang cho con này. Kiểu vậy hai con sẽ kiểu không cần nâng mà là tài nguyên nó vẫn đẩy lên đấy. Nhưng mà hiện tại là kiểu tôi không có con này. Không có con Mega này tôi chịu. Đấy. Tôi chỉ có một con này thôi thì đành phải dùng. Vậy đội hình của tôi, lực chiến của team của tôi nó yếu ấy. Bởi vì cái vấn đề cách lựa chọn team của tôi nó có vấn đề. Như đây anh em thấy mình dùng rất là nhiều tướng khó kiếm, Lucario các kiểu, Lucario chỉ quay ra được thôi đấy. Còn mấy mấy con SR thì không làm gì nhá. Trong đây có mấy con tướng mình dùng trừ con Darkrai ra thì còn lại toàn là những con tướng mà phải quay ra thì mới được. Darkrai này thì mình nâng được 5 sao rồi, nhưng mà đấy là cố gắng lắm rồi tôi mới nâng lên được 5 sao đấy. Mà một ngày thì mình không có nhiều thời gian để online, bởi vì trong cái chỗ để anh em kiếm ra được Pokemon để nâng nó nằm ở phần đại lục Pokemon, đúng không? Ở trong phần đại lục Pokemon này thì các bạn sẽ đi bắt bắt Pokemon trong này để nâng cấp. Một số anh em sẽ sử dụng những con Pokemon hệ phẩm rất là thấp nhưng mà các bạn sẽ nâng cấp và nó lên rất là cao để nó mạnh. Đấy, cái đấy thì dùng 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 sao để đè phẩm là chuyện rất là bình thường, nhưng mà khi mà phẩm phẩm gọi là phẩm của nó phẩm cao nhưng mà nó nâng cấp lên thật cao, lúc đấy chúng ta sẽ phải thay đổi. Đấy. Ở trong này thì chỉ đúng có một mình đây, anh em xem cái bảng tướng có thể bắt được trong này này. Đấy. Đấy. Không có một con nào tôi dùng. Không có một con nào tôi dùng cả. Đấy. Chỉ có mỗi đảo trong đảo đầm lầy thì có con Darkrai. Đấy, trong đảo này có con Darkrai thì tôi bắt con Darkrai ở trong này. Mà thực sự tôi nói với mọi người cái thời gian nó hồi SR lâu dã man đầy rồi, thời gian nó hồi SR lâu không thể chịu được. Đã vậy trong cái ải này tôi gặp toàn con gen
À đây rồi, bắt luôn. Ải này một cách thần kỳ nào đó tôi gặp toàn con Gengar ấy. Không thể nào gặp được con Darkrai ạ. Sợ thật đi. Ôi, nâng lên được bản năng rồi kìa. Bắt trượt lên được bản năng rồi kìa. Nó tăng cấp bản năng rồi đấy. Giờ chỉ việc tôi bắt thằng nó thôi là kìa. Rồi, bạn chậm chân rồi bạn ạ. Trời ơi, mình về đây. Hàng ngày tôi nói thật với các bạn, tìm con Darkrai trong này mệt dã man, trong này toàn Gengar thôi. À, cái này cái nếu như các bạn muốn tìm dễ hơn thì chỉ có nâng cấp để lên được cái ải, được các cái ải đầm lầy số 2 thôi. À, chỉ may ra các bạn lên được cái ải đầm lầy, các cái ải đầm lầy số cao hơn đấy thì may ra thì các bạn sẽ có lượng SR nhiều hơn, không ai tranh ai cả, bởi vì số người lên được cái mức đấy nó đã rất là ít rồi. Đấy, đảo đầm lầy số 2 này. Đấy, số người lên đảo đầm lầy số 2 này nó lại dùng con khác ạ. À. À không, có SR rất là nhiều luôn. Đây này có, đây là Pokemon khác nữa. Đấy, số 3 này. Số 3 bắt được cả Mega luôn kìa các bạn. Đấy. Trên này có phải là nó xịn đâu. Bắt được toàn Pokemon ngon, ít là lên số 2 phát là không ai tranh với mình. Thứ hai là bắt được rất là nhiều Pokemon ngon ở trên này. Đấy, không biết là các ải khác thì có con gì không? Khác nữa. Đây. Ngọc Rồng. Đây. Công nghệ số 3. Ôi, lại có à? Hiện tay thế nhở, tự dưng đến lúc làm video ra SR liên tục, nhưng mà tôi đoán con này là con Gengar. Má mày ra Gengar nữa đấy, đấy là cái vấn đề vậy. Tôi cũng không có nhiều thời gian online, tôi online đêm thôi, online ngày tôi không có, nên thành thử ra tôi không có. Đấy, Gengar biết ngay mà. Gengar thì không bắt các bạn, Gengar thì không bắt, nó tốn tốn đá à, tốn 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 bôn lắm. Bắt thì chỉ bắt để sưu tập cái nhiệm vụ bắt thôi, còn lại thì kệ, không bao giờ bắt cái bọn này. Bắt bọn này không được cái gì cả, chỉ được tốn tốn bôn bắt con mà mình dùng thôi, bắt con mà mình dùng thôi, bởi vì tao bắt toàn bằng mega mà, bắt bằng mega bôn nên là không chơi. Đấy, xã thẻ thì cũng được một tí, đó cũng là cái lý do mà khiến cho con Darkrai của cho team của tôi nó lực chiến khá yếu, bởi vì việc nâng cấp của nó hơi khó, nâng cấp của nó hơi khó. Gì đây? Rồi tôi sẽ nâng cái đặc tính nó lên mới được. Lại gã gã đổi. Rồi, nâng đặc tính lên đã, đổi sao? À, cái con Darkrai vừa rồi là con Darkrai gì nhỉ? Ôi giời. Thế mà địch mệnh cộng một bản năng các kiểu, tôi tưởng nó địch mệnh được con bản năng xịn chứ. Lừa. Ôi giời ơi. Này chết. Lên được một cái đặc tính xịn xịn hơn nữa. Lên được đúng cái đặc tính. Điểm cá thể lên 58. Tăng thêm tí tôi tưởng là mẹ được cái đặc được 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 cái bản năng xịn nha. Giời ơi. Cả ngày bắt được con. Đủ má cày. Nhưng mà bây giờ nâng cấp thì hơi căng, nâng cấp tận tăng sao cần 4 con rồi có 2. Tối nay đi bắt để nâng sao nó vậy. Còn những con này thì tôi chịu rồi, không nâng sao nó đâu. Đấy, kể cả con Lucario cũng thế. Còn nếu như mà về quay SSR thì tôi đang để banner, tôi đang để tâm nguyện quay hai con này trước. Đấy, anh em thấy không? Con Hoppa này ngon này, con Hoppa này ngon này. Tôi để hai con này trước để ghép team cùng với team team của tôi cho nó đẹp. Đó, đấy là về cái hướng đi team của tôi trong ngày hôm nay. Nhiệm vụ thì làm khá là dính, căn bản là có mấy thằng em nó top 1 server nên là mặc dù lực chiến của tôi thấp nhưng mà nó kéo ghim ấy. Kéo kéo đánh xong ghim luôn mà. Đạt top 1 ghim luôn mà nên là nó dễ. Được khá là nhiều kim cương. Nhân tiện là ở trong server S5 thì anh em nào mà có nhu cầu cần kéo ghim ấy thì các bạn sẽ phải lên cỡ ghim từ 30 đổ lên, sau đó hú anh em trong team thì mọi người sẽ tháo tháo poke cho các bạn đánh để leo lên top 1 để lấy kim cương nhá. Cái này thì nó đơn giản thôi. Các bạn vào trong Discord mình để phần mô tả video, anh em S5 nữa nhá. Anh em sẽ hỗ trợ nhau để chơi cái tựa game này cho nó dễ dàng. Đấy, ở trong cái mùa hè vui vẻ này thì hôm bữa tôi cũng có nói với mọi người rồi, đúng không? Chia sẻ với mọi người rồi. Ngoài ra thì có cái thẻ vàng. Cái thẻ vàng X2 lực này cũng là cái khá là quan trọng, khi mà các bạn mua thể lực, mua vàng đấy, thì nó có thể X2 lên. Thì anh em để ý, đây là trong cái thời gian này thì các bạn có thể xả kim cương, xả kim cương để mua vàng ở trong này. Đấy, kim cương các bạn sẽ dư khá là nhiều. Tuy nhiên đấy,
cái vàng không phải lúc nào nó cũng x2 cho các bạn đâu, nên là các bạn có thể tranh thủ để xả nhá, tranh thủ để xả trong cái đợt event như này. Đấy, thế mà còn làm được nhiệm vụ luôn ạ. Ảo thật, tuyệt vời. Ngoài ra thì có một cái nữa là trong shop ấy, trong shop này, shop đầu tiên nhá, các bạn sẽ mua con Ditto SP giúp mình. Trước sau gì thì con bọn SP nó cũng sẽ vào các hoạt động quay cùng các kiểu thôi, thì các bạn có thể mua trước để ghép sau này mà nâng cấp, đúng không? Vé rút thưởng giới hạn cũng phải mua, bởi vì nó mua bằng kim cương mà, cái này ngon, các bạn nên mua. Bôn thường thì tốt nhất là không cần. Đấy, cái super bôn thì thôi 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 bỏ, đặt quá. Shop dũng sĩ thì cũng vậy, shop dũng sĩ thì cũng vậy. Cái điểm dũng sĩ các bạn sẽ đổi cái đi tô tím giúp mình, đi tô tím này. Đấy, với lại là các cái mảnh của các cái con mảnh của các cái con Pokemon mà các bạn sở hữu, các bạn sử dụng. Như mình có dùng con hô này chẳng hạn, thì mình có thể mua về để nâng cấp nó lên cho nó đỡ vất vả trong việc sau này. Đấy, còn không thì con thấy nhá, con này mình cũng không muốn dùng lâu dài đâu. Đấy, mình cứ để tạm đấy. Ok, shop vui cũng vậy. Các bạn sẽ mua cho mình cái đi tô trước. Mua cho mình cái đi tô trước, còn tướng thì các bạn sẽ mua nếu như các bạn sử dụng nhá. Đây là về các shop. Các shop trong server. Tính ra cũng chỉ có vậy thôi. Các cái hoạt động nó cũng chả có cái quái gì mà bắt chúng ta phải mua. Riêng là phần quà tôi đã nói mọi người từ hôm qua rồi. Ngày 1 là thì tôi mua thêm cái quả bôn Super Bowl để bắt Pokemon nó dễ này. Ngày 2 thì tôi ở cái này tôi bấm nhầm ấy. Cái này tôi sẽ mua cái su poke để quay này. Đấy, một cái túi TM lục này. Đấy, mua những cái này. Đó. Đó về ngày 2, kim cương căn bản ít dùng, tôi không dùng kim cương để mà quay quay rút thẻ đâu. Tôi không dùng kim cương để rút thẻ đâu các bạn. Tôi dùng kim cương vào những việc khác thôi. Rút thẻ thì tôi thấy nó khá là hên xui, tôi không muốn rút. Tôi cứ là tôi đi map tôi tích được thẻ là tôi vào tôi quay, còn bên ngoài thì tôi không quay. Về thám hiểm thì căn bản là hết thể lực rồi. Thám hiểm thì hình như là qua map nhưng mà không full được, qua map nhưng mà lại không full được sao thôi, qua map nhưng không full được sao. Đấy, khó này, trong ngoài khó này, có phần càn quét mảnh ấy. Các bạn có thể càn 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 dùng dùng thể lực để càn quét mảnh những con Pokemon mà các bạn sử dụng nhé. Ở đây có một nó chỉ có một số con thôi, nó chỉ có một số con khi mà các bạn đi đến ải nó mới mở, nhưng mà cái ải dưới nó chỉ có một số con này, SR này, nó chỉ có một số con như này thôi. Đấy, thì anh em nào đang dùng con nào thì có thể may mắn dùng con nào sớm thì có thể dùng để nâng cấp nhé. Đấy, mình chỉ cho anh em một số cái thôi. Hết rồi nhỉ, hết rồi, hình như là hết rồi đấy. Tính ra là căn bản ngày hôm nay liver mình lên được 33 ấy. Tôi thấy là cũng chưa có nhiều những cái gì nó mới mẻ nó xuất hiện ở trong 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 game đâu. Hành trình quán quân hôm qua tôi nói rồi, Gim nói rồi, những cái này nó đều những cái cũ rồi, nên là chả có cái gì mới cả. Tính ra nó liver nó không không có nhiều cái biến chuyển lắm, nên là không có nhiều tính năng để chúng ta thảo luận. Đấy, một số những cái vật phẩm khác thì nó sẽ về sau thôi. Một số những cái vật phẩm khác thì nó sẽ về sau, như kiểu là health item các kiểu đấy, huấn luyện viên cực hạn các kiểu nó sẽ về sau. Ở đây thì có một cái liên kết linh hồn nữa mình nói mọi người rồi thôi, còn lại thì chưa có cái gì mới cả để mà chia sẻ. Ngày thứ hai có lẽ chỉ có vậy. Cái đấm mắc thể lực, đấm mắc vàng nếu như anh em có đủ. Thật ra cái này theo VIP nữa cơ mà đúng không, cái đấm mắc lên rồi các bạn chơi thôi, mình nghĩ là như vậy là vừa. Đấy, cái việc giao dịch ở trong lục cái đại lục Pokemon anh em cũng để ý kỹ nhá. Đôi khi có một số anh em nạp để lấy cái đá kim cương màu nhỉ. Trong cái đại lục này sẽ có một cái vấn đề, đó chính là nó là nơi mua bán, mà đã là nơi mua bán tự do thì nó sẽ có giá cao và giá thấp. Đấy, giá cả là do những cái người bán người ta đưa ra, nên là đôi khi anh em chỉ cần am hiểu thị trường một tí, các bạn có thể đầu cơ mua những cái vật phẩm với cái giá nó mình các bạn coi là rẻ và bán lại với cái giá cao hơn. Các bạn có thể mua về sử dụng hoặc mua về để bán đi bán lại để kiếm cái kiếm 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 cái chênh lệch để làm tăng cái lượng kim cương màu của các bạn lên. Đó cũng là một cách ở trong cái phần đại lục Pokemon đó. Đấy là một cách. Cái này thì mình nghĩ là nhiều anh em biết rồi. Đấy, thì anh em có thể để ý giúp mình nhá. Ok, ngày hôm nay thì mình xin phép kết thúc ở đây thôi. Xin chào và hẹn lại anh em ở các cái ngày tiếp theo. Có lẽ là đến ngày thứ ba thì mình sẽ cố gắng đẩy lực chiến của mình lên cỡ khoảng 100k, xem có được đẩy được không.
để rồi còn chuyển sang các cái map số 2, chứ đánh ở mấy map 1 này nản lắm rồi. Rồi, ok, bye anh em nhé. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and